Ôi, trong ví này không có tiền. Nhưng bạn biết cái gì nhiều tiền không? Phim Avatar 2. Vì là nhiều tiền nên là phim này rất đẹp. Nhưng bạn biết cái gì còn đẹp hơn không? Đó là áo của trùng cuối. Và trong tiết trời lạnh thì chúng tôi đã có bán hoodie và sweater xịt chùm Avatar, mặc vào để trở thành người Na'vi tự tin cá tính đậm bản sắc của người trong hang. Còn nếu muốn đẹp hơn nữa thì các bạn có thể ghé thăm chùm Figure, nơi chúng tôi không có mô hình Avatar nhưng mà anime thì có. Và trong tháng 12 cũng như là tháng 1 này thì chúng tôi sẽ có đủ các loại khuyến mãi bán sập sàn để về quê ăn Tết. Cái gì cũng có, thiếu mỗi nước là phát người yêu thôi. Các bạn có thể tìm hiểu thêm về các chương trình khuyến mãi trong đường link ở phần mô tả và bình luận. Avatar đã quay trở lại sau 13 năm và một lần nữa chúng ta được đồng hành cùng những người Na'vi. Nhưng mà lần này không chui hang trèo cây cưỡi ngựa cưỡi chim mà chúng ta bê chai mắm tôm lọ mắm tép ra khơi để cùng người Na'vi lặn biển cưỡi cá ngắm san hô. Sau sự thành công cực kỳ vang dội về mặt phòng vé của phần phim đầu tiên, Avatar 2 mang một trọng trách cực kỳ nặng nề ngay trước khi ra rạp là thỏa mãn khán giả bằng hoặc là phải hơn lần đầu. Và quan trọng nhất là phải thu được 2 tỷ đô thì mới không lỗ vốn. Nhưng mà giờ khi đã không thể mang cái mác phim 3D đầu tiên nữa thì Avatar 2 cần phải làm được nhiều hơn phần 1 nếu mà muốn lôi kéo khán giả. Và nó thực sự đã làm được nhiều hơn trong gần như mọi tiêu chí mà bạn có thể nghĩ ra khi so sánh hai bộ phim. Vậy chính xác thì James Cameron đã xuất sắc đến cỡ nào trong lần tái xuất này? Và sau đây là review Avatar Dòng chảy của nước. Nội dung thì Dòng chảy của nước tiếp nối câu chuyện phần 1 sau khi đuổi con người khỏi hành tinh Pandora. Jake Sully chuyển được ý thức sang cơ thể người Na'vi hoàn toàn và cùng Neytiri có với nhau rất nhiều đứa con, được cấp giấy chứng nhận gia đình hạnh phúc văn hóa. Mọi thứ đang cực kỳ tuyệt cho đến khi người trời quay trở lại, mạnh hơn, được chuẩn bị kỹ càng hơn và mục tiêu cũng lớn hơn trước, buộc gia đình Jake phải rời bỏ trốn rừng rú để đến Bình Dương. Kể cả hành tinh Pandora này là Bình Dương thì con gì trông lạ lạ. Đầu tiên là phải nói về việc sản xuất hậu truyện. Việc làm phim phần 2 hay hơn phần 1 là cực kỳ khó. Tiêu biểu chúng ta có thể kể đến Hàm cá mập, Jurassic World hay là Pacific Rim là những phim có phần 2 tệ. Để giữ được đúng cái tinh thần mà những phần trước đã làm quá thành công thì buộc người đạo diễn phải giữ được cái chất riêng của mình. Và James Cameron là người có khả năng nhất để làm được điều này. Ông là một trong những đạo diễn hiếm hoi, cực quyết liệt trong khâu sản xuất và không cho ai động vào đứa con tinh thần của mình. Và chính điều này đã giúp ông tạo nên một kẻ hủy diệt phần 2 hay hơn rất nhiều so với phần trước. Và liệu ông có áp dụng tiếp thành công đó vào Avatar 2 được không? Câu trả lời là có. Những cảnh quay, góc máy, xây dựng bối cảnh được làm chỉn chu nhất có thể và đẹp hơn phần phim đầu tiên rất nhiều. Nếu mà phần 1 Avatar phải làm bạn ồ lên kinh ngạc thì ở phần 2 nó sẽ làm bạn phải thốt lên Fantastic, wonderful, significant, magnificent, outstanding, class of Titan and a world class to be. Khả năng xây dựng thế giới của James Cameron thực sự ấn tượng, tạo hình bộ lạc mới, cảnh vật thiên nhiên, sự tỉ mỉ trong việc sử dụng kỹ xảo trong mọi cảnh quay, thậm chí là những cảnh dưới nước. Rất ít đạo diễn dám để nguyên nền sáng để thể hiện kỹ xảo CGI vì điều này sẽ làm lộ ra những điểm sạn rất dễ thấy. Nhưng mà Cameron nói không, ở đây ông không làm thế. Ông không chấp nhận sự lấp liếm. Và bạn biết điều gì thật tuyệt không? Đúng vậy, thật tuyệt khi có nhiều tiền. Để ông có thể thoải mái mang lại cho người xem một trải nghiệm chưa từng có. Có thể nói là Cameron đã đưa kỹ xảo điện ảnh đến một tầm cao mới. Mà có thể nói là cho đến 10 đến 15 năm sau khi mà chúng ta xem lại thì những bộ phim của ông vẫn sẽ nằm trong top những bộ phim có kỹ xảo đẹp nhất. Lời khuyên chân thành là mọi người nên xem 3D vì đây là điều mà tạo nên thương hiệu cho Avatar. Không xem 3D thì đời không để. Cảm giác như kiểu là bạn đang đi cảnh trực tiếp luôn chứ không phải là bạn đang vừa gặm bỏng vừa xem phim nữa. Nếu ngồi hàng A hàng B thì nên cân nhắc một xíu, tại vì tôi ngồi xem hàng B tí gãy cổ. Quay trở lại với câu chuyện của phim, phim được chia ra làm 3 hồi, trong đó hồi đầu tiên và hồi cuối được đẩy lên cao trào, trong khi đoạn giữa phim được làm nhẹ nhàng hơn hẳn. Hồi đầu tiên diễn ra với diễn biến cực kỳ nhanh, hầu hết thời lượng là để giải quyết những gì còn tồn đọng ở cuối phần 1 và mở ra hướng đi mới cho phần thứ 2. Đến hồi giữa phim thì nhịp độ bị trùng xuống hẳn, tất cả thời gian dành cho việc giới thiệu thế giới dưới biển của hành tinh Pandora, và cuối cùng là giao tranh ở hồi cuối lại đem lại nhịp độ đầu tiên quay trở lại. Cá nhân tôi thấy cách triển khai các giai đoạn phim của James Cameron rất là tốt. Khi mà giai đoạn đầu phim là thứ liên kết với phần trước để tạo tiền đề cho phần sau, nên là ông đã cho nhịp phim dồn dập để lôi kéo khán giả. Trong khi đó, phần giữa phim cần trầm xuống một chút để có thể giới thiệu đến người xem một thế giới dưới biển tuyệt đẹp, y như những gì Cameron đã giới thiệu về rừng cây Pandora trong phần phim đầu tiên. Hoặc là có thể để cho ai xem một nửa muốn đi vệ sinh thì có thể bỏ đi mà không sợ mất cái gì cả. Những nhân vật, chủng tộc, sự kiện mới cũng được Cameron rất chú trọng trong khâu phát triển. Tộc ngư dân Na'vi được khắc họa vô cùng chi tiết, từ cấu tạo cơ thể khác biệt để phù hợp với lối sống ngư dân này, đến những phong tục tập quán, đặc điểm kiến trúc. Tất cả đều tách biệt hẳn có những người Na'vi mà chúng ta đã quen trong phần 1. Thế giới của họ là một cái thế giới hoàn toàn mới đối với khán giả, cho người xem cảm giác như lần đầu tiên đặt chân đến Pandora. Mọi thứ đều mới lạ và khác biệt, trừ việc vẫn dùng tóc để quan hệ với động vật. Và việc dành nhiều thời lượng cho phần bối cảnh là hoàn toàn hợp lý vì nó là nền móng cho tất cả những gì sẽ diễn ra trong phần 2.
Và việc này thì cũng thể hiện cái tầm của đạo diễn trong việc xây dựng thế giới và tư duy hình ảnh. Các cảnh hành động của bộ phim cũng là một điểm vô cùng đáng khen. Ngay từ những phút đầu tiên của bộ phim, với sự trở lại của người trời và cuộc đổ bộ của đại tá Quadric đã khiến người xem nghẹt thở. Từng cảnh hành động trong phim đều được làm rất đã. Dù là đánh nhau bắn cung hay là súng đạn cháy nổ thì Avatar 2 đều làm tới mức xuất sắc trở lên hết. Thậm chí là cảnh con người đi bắt cá thôi thì James Cameron cũng sẽ bắt khán giả ngồi xem nửa tiếng đồng hồ, nhưng mà sẽ không một ai rời mắt cả, tại vì đơn giản nó quá cuốn hút, quá đẹp, quá sướng. Xong mấy pha bắn nóc thì xôi, tôi ra trong rạp luôn. Đùa đâu không phải đâu. Trận chiến cuối phim cũng có rất nhiều khoảnh khắc hoành tráng. Về độ hành tráng thì theo tôi là nó hơi thua phần 1, nhưng mà soi toát mắt thì cũng không tìm ra một cái lỗi hình ảnh nào để chê. Hứa, xem phê cực. Diễn xuất của diễn viên thì có thể nói là duy trì được chất lượng, tức là tốt. Phần CGI cho gương mặt cũng được xử lý tinh tế, giúp cho những cảm xúc của diễn viên biểu lộ được giữ nguyên, không bị trôi tuột hoặc là bị cứng nhắc. Khán giả nhìn phát là cảm nhận được ngay. Thêm nữa, về kịch bản thì Avatar 2 có những phân cảnh cảm xúc hơn hẳn phần 1. Ở phần 1 thì còn có người hy sinh các thứ nhưng mà không động lại gì nhiều. Vì dù bạn muốn thừa nhận hay không thì những cái chết trong phần 1 cũng không đến nỗi quá cảm động. Nhưng mà phần 2 đã làm tốt hơn nhiều khi sử dụng được đề tài gia đình. Một đề tài quá là quen thuộc và rất dễ để đánh vào cảm xúc người xem. Điện nói đến gia đình của Jack thì họ chiếm khá là nhiều thời lượng trong việc phát triển tính cách của các nhân vật mới. Tuy vướng phải một vấn đề khá lớn là lượng nhân vật quá nhiều, khó mà có đất diễn cho toàn bộ, nhưng mà họ đã làm được. Tính cách của các nhân vật được khắc họa đủ rõ để khán giả cảm nhận. Trong đó được dành thời lượng nhiều nhất là cậu con trai thứ hai của Jack tên là Loak. Cậu bé này được lấy y nguyên hình tượng của Jack trong phần 1, một kẻ lạc loài gặp vấn đề với số đông, sau cùng đã cố gắng hòa hợp và dần trưởng thành hơn. Một nhân vật khác tôi đánh giá khá là hay trong phần phim này là Spider. Cậu bé này đại diện cho lý tưởng ngược lại của Jack, một con người dù yêu Na'vi đến đâu nhưng mà với gốc gác của mình thì khó lòng mà chối bỏ được. Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, bộ phim còn vướng vào một vài chi tiết không hợp lý, trong đó có thể kể đến những quyết định được đưa ra bởi Jack. Tôi thấy là khá là không thống nhất với cái phần 1. Tại vì phần 1 thì tôi thấy là Jack trong vai trò là người Na'vi cực kỳ chiến, kiểu gặp ai là đụng thằng đấy. Nhưng mà sang phần 2 thì lại kiểu hơi nhát, kiểu chúng đến kia thôi, chạy thôi. Cũng bảo vệ con cháu của mình nhưng mà bảo vệ bằng cách là chạy đi mất. Nói chung là những quyết định của Jack thì tôi thấy là không thuyết phục cho lắm. Sau đó Jack đôi lúc thì cũng không thể hiện tốt lắm trong vai trò người cha. Có một chi tiết nữa là trong trận chiến cuối cùng, tộc Na'vi người cá đang giao chiến thì đột nhiên mất hút không rõ lý do. Thế mà mấy cái này cũng không ảnh hưởng đến trải nghiệm xem phim lắm. Tôi xem suất chiếu thứ hai vào lúc 11:35 ở rạp Vincom Metropolis ở Hà Nội. Những người xem xong cùng tôi ra thì cũng có người khen, có người chê, có người thì bảo là phim này xem thì không nên kỳ vọng nội dung quá nhiều, vì nội dung nó cũng không có gì, chỉ nên kỳ vọng là hình ảnh đẹp thôi. Nhưng mà cũng có người thì bảo là cái phim này nó dễ xem, kiểu người ta mà chưa xem phần 1 thì xem phần 2 vẫn hiểu, chả vấn đề gì cả. Tóm lại thì Avatar vẫn là Avatar, vẫn là một bộ phim thỏa mãn khán giả phần nghe phần nhìn, nhưng mà bộ phim cũng làm được rất nhiều thứ khác tốt hơn để bù lại và hoàn toàn cho người xem một trải nghiệm xem phim chân thực, và tôi thấy là khá là đã. Tại vì so với cái năm 2022 này thì thực sự là đây là một bộ phim đầu tiên mà tôi thấy là xem xong kiểu ôi xem hôm nay đáng tiền đi xem quá. Chưa kể là bộ phim vẫn còn rất nhiều chi tiết bỏ ngỏ, ví dụ như là bà đại tướng mới này, công nghệ của con người được nâng cấp lên những người máy tự động này, không còn là trận chiến tài nguyên nữa mà là trận chiến sống còn để tranh giành lấy cái hành tinh. Những cái này là đủ để chúng ta mong chờ một phần 3 cực kỳ bùng nổ vào năm sau. Với cả là bạn cũng không nhất thiết là phải nghe ai review đâu, kể cả cái review này, chỉ cần đi xem và cảm nhận bộ phim thôi. Và nhớ là xem phim 3D để trải nghiệm được tốt nhất. Tôi đánh giá phim này là Avengers Infinity War, nó hay và nó làm nên được tốt cho phần sau. Còn doanh thu thì chắc là... Tôi là Vui Vẻ, đừng quên đăng ký hệ thống kênh của The Reviewer để không bỏ lỡ bất kỳ video nào. Xin chào và hẹn gặp lại.